xin chào các bạn, rất vui khi được gặp lại các bạn. Ngày mới thì xin chúc các bạn làm việc, học tập thật nhiều niềm vui và tràn đầy năng lượng. Mẫu nhà hành lang chữ L rất phù hợp xây dựng ở vùng quê nông thôn. Chính vì vậy mà được rất nhiều bà con mình chuộng lựa chọn xây dựng cái mẫu nhà này. Và thời gian qua mình nhận được rất là nhiều những lời comment từ phía mọi người gửi về nhờ tư vấn cái mẫu nhà hành lang chữ L với một cái diện tích chiều rộng mặt tiền khoảng từ 7 mét trở lên. Tuy nhiên trong những cái comment gần tư vấn của mỗi người thì mỗi người một vẻ và mỗi người sẽ sở hữu cho mình một cái mảnh đất chuẩn bị xây dựng khác nhau, cũng giống như là nhu cầu sử dụng công năng và kinh phí đầu tư xây dựng nó cũng khác nhau. Và ngày hôm nay mình nhận được lời comment của một anh bạn là ở Tháp 10 Đồng Tháp, và cái anh này rất là muốn xây dựng cái mẫu nhà hành lang chữ L với cái chiều rộng mặt tiền là 7 mét nhưng chiều sâu rất là khiêm tốn là chỉ có 10 mét. Và không biết rằng là cái mẫu nhà hành lang chữ L có xây dựng được trên một cái diện tích đất có khiêm tốn như thế này hay không. Và ngày hôm nay mình sẽ chia sẻ đến anh cùng với mọi người cái mẫu nhà hành lang chữ L với cái chiều rộng mặt tiền là 7 mét và cái chiều sâu là 10 mét gửi đến mọi người tham khảo, tạo nên một cái diện mạo mới, một cái phong cách mới cho những cái mẫu nhà truyền thống ở nông thôn, cũng giống như là khoác lên mình những cái chiếc áo mới rất là hợp thời đại cho những mẫu nhà truyền thống ở nông thôn mà các bạn đã từng nhìn thấy ở đâu đó. Đó cũng chính là nhiệm vụ của những nhà thiết kế, và mình thời gian qua mình cũng theo đuổi rất là nhiều những cái phiên bản của những cái mẫu nhà hành lang chữ L này, và mình cũng cảm thấy rất là vui vì tạo nên những cái mẫu nhà mà nó rất là hợp thời đại và một cái diện mạo mới, mình cũng cảm thấy rất là thích. Với những gia chủ sở hữu cái mảnh đất chuẩn bị xây dựng với cái chiều rộng mặt tiền từ 7 mét trở lên thì mình sẽ có rất là nhiều những cái phương án để mình lựa chọn xây dựng. Phương án thứ nhất là nhà hành lang chữ L, phương án thứ nhì là nhà đôi. Tuy nhiên gia chủ mà mình tư vấn trong cái mẫu nhà này là muốn xây dựng theo cái mẫu nhà hành lang chữ L. Vì sao cái mẫu nhà hành lang chữ L được rất nhiều bà con mình chuộng lựa chọn xây dựng? Vì cái độ lưu thông gió và ánh sáng rất là tốt từ cái hành lang, kèm theo đó là cái tiện lợi sử dụng của cái hành lang chữ L này. Mình có thể để một cái bàn uống trà, một cái bàn thư giãn, hoặc là một cái bàn tiếp đãi khách trong trường hợp nhà mình có đám tiệc. Kèm theo đó một ý nữa là mình sẽ tiếp cận đến cái ngôi nhà của mình và thông qua cái phần cửa 4 cánh, và mình sẽ tiếp cận đến cái ngôi nhà này thông qua cái cửa 2 cánh và đến cái khu vực phòng ăn và khu vực bếp. Đây chính là những cái điểm hay mà cái mẫu nhà hành lang chữ L mang lại. Và bây giờ xin mời các bạn cùng mình đi tìm hiểu và phân tích một số điểm ở cái mẫu nhà hành lang chữ L truyền thống ở nông thôn. Về cái chiều cao nền được thiết kế là 750, tổng chiều cao nền là 5 cấp. Về cái thân nhà là cao 3,6m, còn về cái mái nhà là cao 1,2m. Điểm đặc biệt của cái mẫu nhà này là ở cái phần hành lang chữ L thì mình sẽ thiết kế là giả xeno lợp tôn nha các bạn. Từ cái phần xeno này trở ra phía sau là lợp tôn một mái xuôi, nhưng mà cái điểm nhấn của cái phần mái lúc này là mình sẽ đổ dè mái, giúp cho ngôi nhà này nó càng trở nên cứng cáp hơn và tạo được một cái điểm nhấn rất là mới lạ, một cái diện mạo mới cho cái phần mái của nhà này. Thật ra thì với những cái mẫu nhà mà một mái xuôi thì nó không còn xa lạ gì với nhiều người, phải không các bạn? Vì mình bắt gặp rất là nhiều những cái mẫu nhà mà đã thực hiện với một cái mái xuôi như thế này, nhưng mà mái xuôi mà đổ dè thì đây chính là một cái hình thức mái nó rất là mới mẻ các bạn. Nó mới ở đối với mình nhưng mà nó cũ đối với những cái quốc gia khác như là Campuchia, Ấn Độ, Thái Lan các bạn. Ở những cái khu vực châu Á lân cận của mình, người dân ở đó người ta rất là thích xây dựng cái mẫu nhà một mái xuôi mà đổ dè như thế này các bạn. Thì mục đích của mình là muốn tạo nên một cái diện mạo mới cho những cái mẫu nhà truyền thống ở nông thôn. Chính vì vậy mà mình sẽ tạo mái dè cho cái phần mái của cái mẫu nhà này để giúp mọi người có thêm một cái sự lựa chọn và một cái sự hình dung mới về những cái mái nhà mà có thể áp dụng để xây dựng trong cái ngôi nhà của mình. Nó tạo một cái điểm nhấn và nó trở nên cứng cáp hơn. Về cái phần công năng thì được thiết kế là cái phần sảnh trước là rộng 2m, một phòng khách, hai phòng ngủ, một nhà vệ sinh, khu vực bếp và phòng ăn. Có thể nói là về công năng nó rất là đầy đủ cho một gia đình trẻ sử dụng. Và độ lưu thông gió và ánh sáng của ngôi nhà này nó cũng rất là tốt, đến từ cái hành lang chữ L, cái phần sân sau và cái khoảng hở phía bên trái và phía bên phải. Về phần vật liệu thì gạch nền mình sẽ chọn cái gạch nền là 80x80 cho cái mẫu nhà này. Còn về cái phần trần thì sẽ được chọn trần thật cao, dự cấp hết toàn bộ công năng cho cái ngôi nhà này. Còn về cái phần cửa thì sẽ được chọn là cửa nhôm Sinfa nha các bạn, giúp cho ngôi nhà này nó càng trở nên cứng cáp và thanh mảnh hơn. Về cái phần màu sắc phối thì mình sẽ lấy cái màu nền là màu tím hoa cà các bạn. Còn cái màu nhấn lúc này đó chính là màu trắng. Vì mình cũng cảm thấy rất là thích cái màu tím hoa cà này. Do cái chủ đích mình phối cái nhà này là màu tím hoa cà. Nếu như gia chủ mình không thích thì mình có thể tiến hành phối lại với một cái màu sắc khác theo sở thích, cũng giống như là theo phong thủy nha các bạn. Sau khi hoàn thành xong cái mẫu nhà này thì mình sẽ đặt tên cho cái nhà này là nhà hành lang chữ L nhỏ xinh các bạn, vì diện tích xây dựng của nó đã rất là khiêm tốn. Tuy nhiên sau khi hoàn thành cái ngôi nhà này nó có một số điểm nhấn mà mình cảm thấy rất là hay, rất là thú vị các bạn. Điểm nhấn đến từ cái phần hành lang chữ L và cái phần mái rất là cứng cáp. Sau đây mình chia sẻ một phần mà ba cô mình rất là quan tâm là về cái phần giá hoàn thiện của cái mẫu nhà truyền thống hành lang chữ L này như thế nào. Thì được chia làm hai phần. Phần thứ nhất là nhân công thì nó sẽ dao động khoảng 1,2 triệu trở lên một mét vuông nha các bạn. Còn về hoàn thiện vật liệu và nhân công thì nó sẽ dao động từ 4 triệu đến 4,5 triệu trở lên một mét vuông. Vì sao nó có sự dao động như vậy các bạn? Thì nó còn tùy thuộc vào cái địa điểm mà mình xây dựng. Thứ gì là còn tùy thuộc vào cái cách mà mình trang trí, cũng giống như là cái cách mà mình sử dụng vật liệu, và cái giá thành nó có thể tăng giảm. Vậy nên mình tạm tính cái phần chi phí hoàn thiện cho cái mẫu nhà này là 4 triệu nha các bạn. Thì tổng cái diện tích xây dựng là 70 m² và nhân cho 4 triệu thì hoàn thiện cái ngôi nhà này là 280 triệu. Có thể nói là đây chính là một cái chi phí mà nó rất là gần gũi với nhiều bà con mình ở nông thôn, nhất là đối với những gia đình trẻ mới ra riêng, thành ra là Phát muốn xây dựng cho mình một tổ ấm. Mẫu nhà này mình không có sử dụng cái biện pháp trang trí nội ngoại thất bằng gạch ốp, mà mình sẽ tạo cái điểm nhấn bằng màu sơn nha các bạn, nhằm mục đích là giảm cái chi phí xuống tối thiểu cho cái mẫu nhà này. Tuy nhiên nó vẫn mang một cái hiệu ứng rất là đẹp, cái độ hoàn thiện của nó cũng rất là cao. Ở nông thôn mà mình xây dựng được một cái mẫu nhà hành lang chữ L nhỏ xinh như thế này, quả thật đó chính là một cái niềm mơ ước của rất là nhiều người luôn các bạn, và mơ ước cả một cuộc đời. Hy vọng thông qua cái video mà mình chia sẻ gửi đến quý vị bà con cô chú bác và anh chị thêm một cái phiên bản nữa của cái mẫu nhà hành lang chữ L, để mình có thể lựa chọn tham khảo trước khi quyết định xây dựng cho mình một ngôi nhà như mơ ước. Video của mình đến đây đã xin kết thúc, và bây giờ xin nói lời chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn ở những cái video lần sau. Nếu mọi người quan tâm và yêu thích cái mẫu nhà này thì xin mạnh dạn để lại cái comment bên dưới, thì mình sẽ tư vấn thêm cho mọi người. Vì trong khuôn khổ một cái video ngắn ngủi như thế này thì mình cũng chưa có thể trình bày hết và chưa có thể bộc bạch hết, để mọi người có được một cái sự hình dung được trọn vẹn hơn. Mình xin chân thành cảm ơn rất nhiều. Và bây giờ xin mời các bạn cùng nhìn ngắm lại một lần nữa vẻ đẹp kiến trúc của cái mẫu nhà hành lang chữ L truyền thống một mái xuôi ở nông thôn mà mình chia sẻ trong cái video này nhé.